Kim cổ đã bao ngày luân chuyển, do tâm trần suy biến gây ra. Lần này cũng chẳng còn xa, lập công ở trẻ kẹo mà hút đi. Cuộc xài đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần chướng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thuyền từ đấu nhọc công vào biển mây, chớ rời khách hãy kề bên khách, rước nhân gian Nam Bắc kẹo chìm. Dù sao cũng chớ ngồi im, nếu còn có kẻ đắm chìm sông mê. Không riêng để mình kề sen bao, muốn cho ai cũng đau Tây Phương. Lánh đi cuộc tạm trần dương, cùng nhau hiệp lực mở đường dài lâu. Nơi cõi tạm thiên sầu vạn khổ, người tự làm nào có ai gây. Muốn điều bởi một chữ sai, khiến cho sanh chúng đọa đài chúng thân. Con ơi, chốn hồng trần mù mịt, bị lợi danh phủ bích chân linh, khiến cho hầu hết chúng sinh quên tìm kim lôi cứu mình khỏi mê. Tự mê đã chưa hề tỉnh giác, còn làm khôn dẫn dắt người mê. Đường mê thêm nổi dọc về, gây thành cái thứ bình mê lưu truyền. Kẻ đã thức nhớ khuyên người tình, thắp đuốc lên cho cảnh sáng ra. Ở trong tim não người ta, nhiễm màu có đủ ráng mà phát minh. Chớ để đến thủy sình mất xác, lỗi cầm sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại làm người khó thay. Làm người được là may muôn thuở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Con ơi, hãy nhớ khuyên sanh chúng, Phật Thích Ca xưa cũng là người. Quyết tâm linh bỏ tệ đời, đem thân sanh tự đổi nơi niết bàn. Dứt bỏ các ngai vàng điển ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng. Một lòng hành đạo xa thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi. Thương sanh chung việc chi chẳng quản, tìm đạo màu tánh mạng xem thường.
nhớ lòng đầy đủ nghị cương, Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần. Ngày tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Dẫu Phật tổ đã ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lầm tà. Muôn việc đã nhiệm qua khó bỏ, cố bỏ đi dù có mất công. Ban sơ khó tình được lòng, nhưng đừng thôi chí, cuối cùng sẽ nên. Học đạo lớn phải bền chí cả, muôn quả cao cần có công dày. Thích Ca chứng quả Như Lai cũng nhờ chi cả công dài mà nên. Phật thành được chúng sanh thành được, thanh giới phàm mà chỉ một bổn lai. Khác nhau kẻ tin người sai, chớ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội chính bởi tại mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc ngu mê tại mình. Kẻ bị canh sanh tình phạm tục, người cố tâm gây cuộc hồng trần. Càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chướng càng đần đồn lung. Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút dân già, mộng sầu thêm nặng lầm xa càng nhiều. Tu phải tỉnh là điều trước hết, học phải hành là việc đầu tiên. Ham chơi nên mới thành ghiền, tự lầm trói buộc tự nguyện gỡ ra. Lẽ siêu đọa Phật đã chỉ dạy, nghiệp dữ lành người phải tự lo. Tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho thì lầm. Mà thiếu hành phải tự làm lấy hành, chưa biết tu tự tánh lo tu. Chuyển thân từ sâu quá cầu, mình tu không được ai tu cho mình. Người với con đồng sinh coi tạm, con với người đã nặng nhân duyên. Con thiền ráng độ người thiền, bỏ người đi xuống mình lên sao đành. Học Phật phải rộng tình tế độ, nói Pháp cần phá bỏ chấp tâm. Phật riêng tế độ Phật lầm, Pháp còn có sự chấp tâm Pháp tà. Mẹ nuôi con xót xa chẳng nề,
Phật độ người đâu kể công lao, hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm Phật giàu từ bi. Tình yêu con đem đi yêu chung, tánh lo tứ để dùng lo công. Tất nhiên cùng Phật một lòng tội, không thể có mấy không thể còn. Mẹ ăn chi cho con ăn này, Phật thành mong vạn loại đều thành, lòng nguyện độ tử độ sanh. Tình đời đâu sanh kiếp tình từ bi, mẹ yêu con quản chi đẻ chừa. Phật thương người đâu xa tử sanh, niết bàn là chốn an lành, lâm phàm độ chúng ấy không đành ngồi yên. Người tưởng Phật muôn thiên có một, Phật nhớ người giờ phút không quên. Khi nghe có tiếng khóc rên, thì lòng Phật tở như tên bắn vào, thời mạt pháp tà cao hơn chanh. Bụi hạ nguồn ít thánh nhiều phàm, cho nên nạn ách bao hàm, mắt từ bi thấy đâu cam ngồi nhìn. Cây sức mạnh chúng sanh gây hòa, ý tài cao thiên hạ khởi binh. Giết người người giết lại mình, càng xem càng bắt động tình từ bi. Qua thông thái người khi trời Phật, lắm văn minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ trị trần. Triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi, chứ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khốn dãi cũng trôi. Tranh đợi mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiên, lê đã to mà liền trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sông chắc trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cung đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diệu tha quả xé chúng sinh tự nàng. Trời heo mắt gà vàng cũng văng, đất châu mài thỏ trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phải thất kinh vía hồn. Thật ra việc sanh tồn kỳ chốt, tài không hơn nơi đức ở con. Đức tuy không thấy mà còn tài, coi rần rổ mà mòn như cưa. Cột với bèo tranh đua oai dùng,
bãi nát mình thắng cũng trần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dạy, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Ngày cuộc thắng bại phải cân nhắc kỳ, nếu tồn giống cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ dư vệ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, dữ như là cháu nhỏ chống xe. Tu hành việc cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mắt người xứng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tài thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ hòa, đức không tài chỉ gã tai ương. Tài thêm có đức động tương, khác nào rồng được mây dương lấy mình. Thì có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lời. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả vay rất chông, kỳ hạ quân chết sống lẻ thay. Đời xưa trả báo thì chạy, đời nay trả báo một giấy nhãn tiền. Tiên qua bước quần nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phút phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bề ngoài không kể chỉ thu tâm hồn. Mày tâm giác được phàm nhân qua thanh, tình mê còn tiếng dính hồng trần. Thăng trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm. Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền. Khỏi cần hỏi phần tiên, tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào. Quỳ ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dự mong có phước khó thay. Một cùng với một là hai, trồng chi hương nay xưa nay không lầm. Con thương chúng khóc thầm đòi bừa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miên, tu hành không một chuyện trong lòng. Kể kinh học nói cho thông, khác nào con két cây nháy ông chủ nhà.
nói thông thay kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng biết nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng bị người lừa gạt mà không biết gì, đến như Phật từ bi vô hạn cũng bị người giả dạng tăng ni làm cho sanh chúng ngờ nghi, cửa thiền vắng bóng đạo nghì lãng tâm. Con ơi đạo thầm thâm vi diệu, chúng luôn công khuấy nhiều không tan, chỉ thương cho khách trận gian bị lòng ngờ vực chẳng đang từ bi. Lâm qua vốn kỳ thi công đức, hạ quân là chính lúc chọn lừa, lạnh thì làm giữ nên chùa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao vút bỗng trôi thành biển, biển sâu hòm lại biển non cao. Ruộng khô tức khắc sông hào nháy mắt biến vào rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, cơ nhiễm màu biết dặn sao cùng, từ bi với kẻ hiếu trung an tâm nhờ Phật hộ tùng ngày đêm. Dự rang bò chớ thêm việc dự, lành nên làm thêm sự hiền lành. Tồn sanh sẽ được trường sanh, thượng quân trở lại thấy bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai đồng thiền. Mau thành bởi lành duyên kiếp trước, sớm nên do trưởng phước hiện nay. Cố công lượm lặt một ngày được, nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sau tầm sẽ rò, xưa chẳng tụ nay ngộ thì thành. Giữ xưa nhưng hiện nay lành lành còn, chứ giữ tan thành còn chi. Xưa lành nhưng nay thì làm dữ, dữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son, châm dầu đốt rủi chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chúng thì, giữ chớ theo giữ chỉ cùng đường. Giữ lành vốn ở tâm vương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Hồn chủ xác là tồn tại mày, xác chủ hồn là quái diệt luôn. Chiều theo sở dục ngông cuồng, chỉ mau quỷ kiếp vô thường ích chi. Lấy thần trí chỉ quy thể xác, thể xác không dẫn dắt đường tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn hoại diệt, kiếp tạm còn gặp dịp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng.
Giả chân lắm sự là lòng Phật, mà khó biết rối tung lầm người. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Chung quy chẳng việc nào rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Ráng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma, đụng đầu tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo việc quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm, làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bên tục mới rời. Mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, mới nêu ngộ đâu tùng phúc lắm ta. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ ta là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xương, ta thường vì vọng tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại xa không tường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cam tâm, vợ con rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nói truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm duyên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng thì vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem vía không bằng. Sanh ly tử biệt không ngần, vì oán đáng sợ nở trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê giận lôi, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nọ còn đâu ngộ, rồi tôi ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi giữa hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu điều tà niệm còn sanh, tự mình trừng trị tạo thanh lòng mình. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn. Dòng trần vừa mới thoáng ngang chẳng ngay, chứ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cảnh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cảnh trần.
chánh ta đều được minh phân, nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào, tâm cảnh chẳng còn màu hỗn độn. Tà chánh không xáo trộn trong lòng, như là vật giới hư không tự nhiên, ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma vương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng trần, tất không đạt được quả phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiên ít người. Tâm như trong trong giữa trời Phật, thì một niệm còn mười niệm mang. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kế tại chân buồn bực mỏi mê. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật, quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho, khác nào nồi gạo mới gió bắt lên, nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tàn. Chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật Ngài mới ưng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Vì người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật vớt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lâm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành, cũng là được Phật thân hành đến nơi. Hoặc chẳng niệm một lời chi cả, nhưng thường hay có giả từ bi. Chẳng ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về trong biết bao nhiêu, được hai sức độ máu siêu phàm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỷ này có Phật ấy qua, rước về cực lạc ngôi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ. Tôi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền thân. Người nào cũng bằng sen hóa thành, cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt. Cõi ấy không ai chết ai già,
Thượng Ngài có Đức Di Đà dùng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sang. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mọi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thính lời Như Lai. Nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc là đầu nhập môn. Cõi ấy vốn người nhân thiện càng, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen gần bùng, mà chẳng ố quen mũi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ vương điều nào. Lá già thì trước sau cũng đầu, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trượt kế đời thánh luật, đào thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu, an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiền tình, lòng người quá xấu địa hình quá dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Bà tánh nhớ tu thân lập hành, nữ nam cần cái chánh trừ tà. Lóc lừa trần ấy nổi ra, có thần che chở cho qua tai nàng. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lành thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngồi phao đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội hồn trầm thêm mê. Thế thảm rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bát tiền mờ tri,
ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bắt làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chung hồng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cây thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quý cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mùi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy đó làm vinh. Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh. Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bát không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dùng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lắm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì bán mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mây khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương mà không sang mắt đi bởi dương bạc tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nơi vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo, cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật. Ngài nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chứ để nó sai khiến mình. Ai có của bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gái gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Mà nghèo nhớ giữ lòng trong giả sạch,
Dạo đừng quên bố đức thi ân, có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm non. Được như vậy được kho công đức, sống đời đâu khổ cực vì đời. Trong tâm thường được thanh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên di tục dính liền mặt trai, để vậy phàm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đông tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thế thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mọi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đổi lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cũng chớ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu là việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều hồng bét chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cẩn hỏi lấy lương tâm, xét coi việc có lỗi lầm hay không. Mới gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân, nên tìm hỏi bậc hiền nhân. Chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng lỗi với người khó toan chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dây dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an lòng già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một chút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sanh suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức,
Sách kinh là cái nút tâm linh, cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trị như nhà thiếu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mồm. Hiền minh chớ để hiền ngu lành, thì lành tri chớ tu xuống lành. Tu có hành mới danh châu bao, tu không hành tiếng nhạo đã chay. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hai chữ lạ lầm. Chứ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như cấm khách nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phận nhiều. Đạo không hạnh là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đảo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dại, làm ác gian lành cái ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trùng, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, quả sầu trái lại dễ chiêu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tối ngọc hoàng. Tội đền tội bạc vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cân cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều tà. Điều tà mắc dâu là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ. Khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao đầu, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm.
vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hành đức. Người tu hành chưa dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang, chúng sanh vì nó sao đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lời biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên, nếu ý niệm để nghiêng theo nó thì đạo tâm từ đó lần phai, đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chặt dình, càng cao đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì vĩ quá nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đảo màu. Việc càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tàn. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất là quan trọng, lựa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng chánh đường. Khi thấy rõ ràng chừng ni sẽ đặt lòng vàng tin theo. Tin dễ giải thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ đồng tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào cầm. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân, tâm hồn cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lễ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu.
giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chú cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tốn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì trưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cảnh, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng biết nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuôi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiện trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp, mấy chuyện luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quá sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dậy đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Nhưng cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói rạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thây, kiếp thì tông tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện nào nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chừa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng. Có khi bị cùi phun sủi bài,
Có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đưa ăn mày, mới cười cây khóc chua cay. Cứ như thế đo đổi thay không ngừng. Như lời đã vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điểm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bán làm chồng. Luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kê đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì nợ trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không chánh thì gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay đi chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, chớ nên hiếp đáp nhúng trề một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu nguy, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hậu, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tức nạn yêu, được thần phúc hậu thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tối phù, tâm tánh lành có lưới sáng bao.
Mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn, Phật thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muôn mưa phiền, thì là ngoài mặt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thanh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng mây nếu còn vọng mày, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm nhân trở lại thánh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiệm, thói quen ngừa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc đề hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, càng làm ý muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không tèm muốn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lấy, nghe lời tỏ mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh đến, như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lâm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oán ghét chê cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ, hiểu là sai cứ mo vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rắc gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc dữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần. Sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ,
Nếu như không cơ hội chạm gia thì là khổ nỗi nhớ ra, thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại dễ cảm theo cái thói quỷ mang, chánh đường nếu chẳng xông ra thì lại dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người rất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao, để cho cửa thu lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra. Với ma quỷ cũng là đại nạn, kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cảm đôi khác dần gây trong lòng. Tanh oan ghét đã xong cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền. Bò heo có phải khiêng đến nộp, có gái xinh phải dắt tới hầu. Bắt dân làm việc ngựa trâu, lớp thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thì tăng sư chẳng lẽ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tính quả bao chẳng nào y tung quần. Ngày một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi, sanh làm ngã quỷ tức thì, mặt mày xấu xí dĩ kỳ hình dung. Cổ quá nhỏ vật không nuốt chảy, bụng thì to bằng cái bụng trâu. Ngày đêm đôi khát buồn rầu, vất vơ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lừa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phong lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả qua lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra. Ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sâu, là gây hậu quả độc sâu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau.
Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời là điều nên. Nhìn con ơi ăn quen khó nhịn, nhìn thầy cũng quen. Có quả báo nên khuyên hướng thiền, không đau đầu ai khuyên trừ tà. Chết rồi tôi mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sợ lược một vài nhân quà, cho người đời nhớ có trả vay. Để mà uống nắng cho ngay, ngõ hầu tranh cái hậu lai bất lành. Phải sang suốt cứu mình thoát khổ, đừng ngu mê tông tổ lấy sầu. Nếu mình tu đắc đạo màu, tổ tiên cha mẹ cũng giàu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Trái quân hạ đã hồng sắp rụng, mau chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hôi tanh, hại mình thì có, cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài, ham sắc, ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đầy nhau bắt chước cho hơn. Thường tránh cảnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Qua vật chất quơ quào bất kể, qua xa qua tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền, ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ai ân. Bội thầy phản bản lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chuối háp, mê không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không nhà kho ráp thành, chốt đinh nếu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên gìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hành, mặc cho ai sống cảnh khốn nạn. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tôi lửa tắt đèn kêu ai.
giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngài như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha, những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kiêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người, sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cây lôi sống riêng cho mình. Ai cũng biết cái mở tình rống rày, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thấy bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thấy bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu nọ ấm thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ thiện chỉ nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tở chỉ còn, chưa sống nhân quả cây đường thiên tai. Mới lục bao chỗ này chưa dứt, kể xảy ra động đất chỗ kia. Đôi đau chất chốc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh kê, nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Thàm vì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoàn gặp giông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mẫn, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình. Thương người như thể thương mình, không hề muốn việc đau binh khủng nàng. Ngày qua thế giới sắp tàn mai mốt, bướm ong còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loài ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hèm thù nữa, hãy nhất tâm đừng ở hai lòng.
giúp người người sẽ trả công. Hãy nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự bao ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chứ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tình được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hùng, không đem chọn lọc tiếng rồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lấy sắc màu đổi luôn. Khi thành lâm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm. Dễ dàng thay đổi lương tâm, nhìn vào thế thái ngán ngầm lòng son. Lúc mới mẻ thì còn hăm hở, khi cũ càng chẳng ngó ngán vào. Lòng người phai lạc rất mau, tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ơn đền nghĩa trả, cần phải gìn chỉ cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn, mặc dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chỉ cao tương xứng, như buồm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, mong tay chưa nhọc là ngồi Tây Phương. Gặp đảo cả can trường nhỏ hẹp, mê như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dồi mài không sang, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khải mò, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân, đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng. Nếu còn nghĩ quay tưởng sẵn chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Viết thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tình khiến ra. Đóng con thì đạo còn xa, tình càng sớm được đạo nhà sớm thông. Đóng còn bởi con lòng cảm nhiệm,
về sự tu còn kém quyết tâm. Ma đợi chung về đến xăm, có hơi đường mật rồi lằn mới buông. Thiểu cương quyết khó tu đến chung, hay đậm tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc cột ngồi cũng thấy. Mạnh môi vốn là đầy răng năm, tuy nói làm lòng chẳng xiên sao. Minh minh bạch bạch lào lào soi đời, mà chẳng tổn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rầm, khắp thế gian đâu cũng trùm bao. Nhưng không dương mắt vật nào, cổ kim thường tại một màu không không. Con ơi đạo tìm trong não trí, chớ kiếm ngoài chân lý khó thông. Phật ma đều giống tại lầm, đừng lầm tưởng ở bao đồng xa xôi. Nay không gặp thì mới sẽ gặp, cố tìm cho thấy mặt mới tôi. Tâm trung nêu chẳng đổi dời, lửa từ trong cái bùi nhùi cháy ra. Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngày, thật quay đầu sẽ thấy bên chân. Bước đi tới một bước dừng bước, cho mòn gót chẳng từng tới đâu. Tự mình phải xét câu thiện ác, việc nên hư cân nhắc cho rành. Nếu là những việc bất lành, thà đành chịu chết không đành làm theo. Không sợ việc đói nghèo rách rưới, không sợ điều mất lợi mất danh. Mà là sợ nghiệp bất lành, được lòng như thế tu hành rất mau. Con ơi biết nói sao cản lè, ở thế gian bài vẽ lắm trò. Cách này kiểu nọ hay ho, phần nhiều cạm bẫy phải dò mà đi. Tội thường thấy phước thì ít gặp, mà thiện hiếm hoi còn ác dậy đầy. Lãng tâm chỉ một phút giây, đủ làm tội lỗi lưu đài chung thân. Mới học đạo bước chân chưa dừng, thì phải cần nắm cưng luật nghi. Nói làm bất cứ chuyện gì, cũng cần lấy thước đạo nghi ra đo. Lấy chân lý làm cơ bản chính, để biện phận lo tính không lầm. Việc còn mờ ám trong tâm, chớ nên nói bướng đừng đem làm càng. Nếu không biết thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra. Nói năng chân chất thật thà ấy, là bản tánh của nhà chân tu. Tuyệt đối chẳng chấp câu nhân ngã, sự biệt phân cao hạ cũng không. Với ai cũng đối một lòng, khổ thì cứu giúp vui đồng sớt chia. Lòng tự ái thật lìa bỏ hằng, ai hiểu lầm giận mắng không buồn. Lúc nào cũng nhã nhặn luôn nhìn đời, bằng mắt yêu thương nhân từ.
Con ơi phải xử cư như thế mới đúng theo kinh kể truyền khai. Đọc xuống chữ nghĩa bề ngoài hành tu không giữ như loài sáo kêu. Kinh kệ chỉ là nêu đường xa, đọc xong rồi phải khá mau đi. Hiểu thông mà cứ ngồi lì kệ kinh không thể thay đi cho mình. Pháp tu có hàng nghìn muôn cách, chung quy là giải thoát mà thôi. Đi thuyền đi bổ tùy người, miễn về đến chỗ được rồi ở con. Xét theo đó chiều loạn đổ chung, đèn hạ quân sắp lũng nay mai. Đạo màu cần phải rộng khai, để cho đời bớt nạn tai kinh hồn. Còn nhiều cuộc đất còn chìm sập, mi cây lắm hòn đảo trúc đổ tan. Lửa từ dưới biển cháy lan, còn thêm lửa núi khổ nạn nào hơn. Bệnh âu tả xa gần lung lạc, bệnh trái ban hình phạt đó đây. Tai nạn khắp cả đông tây, ấy là định mạng nhân loài từ lâu. Đời cắn bã thảm sầu lắm chuyện, kiếp điêu tàn biến chuyển nhiều điều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng đau xót cảnh bóp bèo thế gian. Chỗ này mới vừa an ninh được, cái chỗ kia nổi cuộc rối loạn. Dân thường sông cảnh lầm than, nhìn đời lòng bắt chưa chan giọt sầu. Nếu người chẳng đầm câu đạo đức, nỗi khổ kia còn chất chồng thêm. Trong lòng dân chúng không êm, thì làng sống khổ còn thêm trong đời. Một người quay xuôi mười kẻ quay, lỡ một lần dễ xảy hai lần. Trước khi làm nhớ cân phân, tranh lấy hại chung tránh phần lỗi sao. Người phải biết gìn câu liêm sỉ, người đừng quên giá trị con người. Phải dịnh tư cách tốt tươi, giàu nghèo gì cũng giữ đời sạch trong. Cần xây dựng chứ hồng phá hoài, ráng tạo nên xã hội ấm no. Bỏ đi cái lối ngao cò, toàn dân nhất trí hẹn hò bình thanh. Già trẻ được kết thành một khối, xóm làng đồng chung lối từ hòa. Tất nhiên thành nước ăn nhà ngủ, không đóng cửa cũng là không lo. Ấy là việc đáng cho dục thúc, dù thần tiên cũng chúc thành công. Người nên cởi mở tấm lòng, xây nền hạnh phúc đại đồng mau lên. Con cũng chớ nên quên việc ấy, cùng người trong tứ hải nắm tay. Phá tan xiềng xích nhân loại, tâm hồn sáng suốt xác thấy nó lành. Cố xây dựng trường thành đạo đức, cố khêu lên ngọn đuốc từ bi. Cho ai cũng biết đạo nghị, để không còn muốn sự chi hung sùng. Sống an lạc người không tội lỗi,
thác siêu thăng. Thế giới Phật Đà là nhờ đạo đức khiến ra, rất mong sanh chúng ta bà làm theo. Trễ một phút khốn nghèo một phút, mi bông âm dương dùng dục bay qua. Nạn tai chết chóc xảy ra, trong lòng hoảng hốt khổ mà nhớ tu. Phật đã biết rõ câu sanh tử, Phật đã tường tận sự luân hồi. Cho nên Phật nói cạn lời người, nên xét kỹ đi hồi hướng tâm. Không tin Phật chừng lắm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi. Kế liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu nhớ được tiền đời ra sao. Xưa có một người giàu tốt bực, nhưng trong lòng sâu mọt nhỏ nhoi. Của mình một điều không loài, của người chúc định cũng moi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, những lương tiền kéo kiệt không cho. Tiền bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không lo. Giúp giùm mì người giàu ấy lâm chung sau đó, liền đầu thai làm chó trong nhà. Thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ. Lúc nào cũng ăn dơ ở bần, thường bị người đánh mắng không yên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cất chôn. Thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, còn sanh lên chịu kiếp bần cùng. Làm thân nô lệ tử tung, cơm không no bụng, áo không mặc lành. Bị nghèo khổ hoành hành đời sống, khiến cho lòng oán hận đủ điều. Sanh ra trộm cướp xảo điêu, làm cho nghiệp tội thêm nhiều hơn lên. Nghiệp trước hiện đang đền chưa hết, đã gây thêm khổ nghiệp đời sau. Nối liền như xích buộc vào luân hồi, sanh tử tiếp nhau không ngừng. Người con ơi bắt vững vững chẳng nhì, thấy người rồi tự nghĩ đến thân. Nếu không sớm dứt hỏng trần e, không tranh khỏi chuyện luân như người. Đã nhiều kiếp vào đời ra thế, biết bao lần nay chế mai tan. Vẫn còn lưu lại thế gian, nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ở con. Khuyên thiện tinh dình tròn mối đào, để kỳ này trực đáo Tây Phương. Không còn trở lại trần dương, chịu đường sanh tử sáu đường mê si. Lời Phật giải chạm ghi trong già, tự rèn lòng cho mở tánh linh. Để cho rộng biết rộng nhìn, đâu tà đâu chánh phân minh rõ ràng. Trong người có hào quang sáng rực, bị mê si che khuất từ lâu. Tinh thần cần phải nhiếp thâu, mê si hết được ánh màu sáng ra.
ngồi chú niệm Di Đà Phật Tổ. Không riêng cầu tịnh độ siêu sinh, mà còn cầu Phật giúp mình ngọn đèn thần tuệ sớm minh trong lòng. Ngày sau khắc vẫn không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà. Phật trong lòng chẳng rời xa, có ngày Phật đến giúp ta vừa lòng. Phải thành khẩn tự trong tim nào, chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời. Tu thì tu phải đến nơi nguyện, thì nguyện được như lời mới ưng. Mèo rình chuột ngó trăng không nhai, người bắn cung nhắm cây hồng tim. Nhớ rằng trong lúc ngưỡng chim bao nhiêu ý niệm, phải im một chiều. Cứ như thế mà đeo đuổi mày, tự rằng non hiện thấy thái dương. Hốt nhiên sang cả lối đường, trên cành chim liếu bên vườn hoa khai. Được diễn một bổn lai chân tanh, như ngủ mê vừa tỉnh thức ra. Nhận đâu thật cảnh thật nhà khác, hơn cảnh mộng thấy qua giữa rồi. Khác gặp nước lòng người hấn hờ, đói được cơm giả kẻ hân hoan. Muốn tu có Phật dẫn đàn, lấy càng quý giá muôn ngàn ở con. Dịp kim co ráng bòn công đức, gặp đảo màu răng sức tu theo. Nghèo tiền đạo hạnh chớ nghèo, sẽ làm cho kiếp bọt bèo đăng tiên. Bao nhiêu nghiệp tiền khiến cố trà, mặc dù cho nhồi quá cách nào, vẫn vui lòng chịu không nao. Chỉ tu một kiếp bước vào đài sen, gió nhiều ngón khó nhiên được lừa. Giọng lắm điều khó mở được tâm. Lâu nay trong chốn thiền lâm, tu nhiều thành ít bởi tâm vọng nhiều. Bị thị dục réo kêu chằng chặt, thêm ngoại trần ghéo chọc liên miên. Dễ làm tâm trí ngã nghiêng, người tu cần giữ chủ quyền trong tâm. Cõi dục giới đã lâm vào đây, lòng dục thường đóng đẩy nhiều hơn. Tâm không làm chủ lấy thân, thường hay phạm tội tà dâm dễ dàng. Lấy tâm chánh dẫn đàn đời sống, theo luật kinh sử dụng việc làm. Người nào canh nấy được kham, đạo làm sao trái đời làm sao hư. Học tánh Phật an cư lạc nghiệp, theo tâm phàm hoại kiếp khổ thân. Phàm là ngụy, Phật là chân. Người nên học Phật chớ nên học phàm. Từ bi đôi bất nam dẫn một, mi bác ai không phân biệt màu da. Xem nhau như thể một nhà, khổ là lo cứu, vui là lo chia. Lúc nào cũng tràn trề tha thứ, dùng từ ngôn giải chỉ lẫn nhau. Mặt mày vui vẻ một màu, mặt đường khó sánh ngọt ngào lời phân.
thấy đau ôm ân cần thăm hỏi, thấy nạn tai phấn khởi giúp giùm. Ở ăn có thủy có chung, ân tình sự vẹn hiếu trung làm tròn. Cha mẹ hiếu thì con cháu thầu, quan thanh liêm dân hảo hiền hòa. Quan quyền với kẻ mẹ cha, hả không thận trọng việc nhà việc dân. Trước nên nhớ tu thân vẹn vẻ, sao sẽ ra sự lẽ với người. Mỗi bề sẽ được tốt tới việc nhà việc nước, việc người đều xong. Nếu ai cũng dẹp lòng ích kỷ, hành động chi cũng nghĩ đến người, thì đâu đến nỗi hại đời, và mình cũng chẳng phạm nơi tội tình. Cao quý ấy phải nhìn nhận đến, lợi ích này phải tiến hành mau. Đợi người bớt nỗi khổ đau, gian phi giảm được hung hào bớt đi. Hãy cố gắng duy trì mỹ tục, mới nên đồng tâm hồi phục thuần phong. Khắp nơi chợ búa rụng đồng, gái trai cùng biết sống trong cương thường. Nền giáo dục cần trương mở rộng, sự học hành áp dụng toàn dân. Thì thành cho đến thôn lân, mọi người kiến thức mở mang đồng đều. Kẻ hữu trách cần nêu gương tốt, dân nên theo luật pháp ở ăn. Cả hai vật chất tinh thần người, trong xã hội cũng cần đổi trao. Bề gia giáo người nào cũng có, về nhân tình chẳng kẻ nào quên. Con người giá trị cao lên, ít còn thấy hỏng hư nền lý luân. Các việc ấy người cần cải thiện, để bớt đi những chuyện ương hèn. Tốt lành phải ráng đua chen, ráng làm chẳng đợi ai khen. Mới làm chồm xôm phải thường đàm đáo ly, bà con cần dẫn chỉ đường lành. Ấy là thường thức nhân sanh, người đời cần phải thực hành chớ quên. Con ơi mấy việc trên vừa kể, ai cũng là có thể làm theo. Không phân giới hạn giàu nghèo, mong sao già trẻ nhớ đeo trong lòng. Mà nếu để mắt nhìn trong xã hội, kẻ yêu dân chẳng khỏi não nùng. Tinh thần quần chúng rối tung mạnh, ai nay sống không chung tâm hồn. Nếu kêu gọi hương thôn nhất trí, mau chỉnh tu đạo lý con người. Trao dồi đời sống tốt tươi, người nào cũng biết thương người như thân. Việc chẳng khó chỉ cần nỗ lực, mỗi người nên mỗi sức góp vào. Sự chi cũng sẽ làm mau, ví dụ muôn pha núi cao cho bằng. Nên đoàn kết dù rằng rất khó, chớ bỏ qua vì nó thiết cần. Muốn gìn giữ được thôn lân, phải nhờ lực lượng nhân dân hiệp vào. Người dù mạnh đến đâu đi nữa,
không được lòng ủng hộ của dân. Khác nào chiếc ghế lỏng chân, có ngày sụp đổ chứ không lâu dài. Ai chớ có ý tài ý sức, người cần nên có đức khiêm cung. Đến khi gặp việc bi cùng sẽ là có kẻ khác giùm giúp cho. Biết nhường nhịn thơm tho đang mây, thoái ngộ ngang ai thấy chẳng buồn. Cây công uống mãi cũng suông, hung hăng cố sửa cải luôn sẽ hiền. Con ơi ráng tùy duyên quá độ, dùng tiện nghi khuyên dỗ bá gia. Đạo màu cứ phổ truyền ra, mười người tu được đôi ba cũng mừng. Từ đạo Phật trùng hưng trở lại, nhiều tăng sư đã phải hy sinh. Phật trăm ma quỷ gấp nghìn lắm, đều khảo đạo tâm tình người tu. Chướng ngại vật mắt dù đầy dây, không thể làm bãi hoại từ tâm. Nguyện ngăn lấp biển luân trầm khổ, là thường sự đâu làm lạ chi. Đã nôi gốc từ bi đức Phật, mang kệ chi sắc chất khổ đau. Đập tan canh cửa trần lao, là điều mong ước đã bao thuở rồi. Nếu còn có một người nào khổ, còn ra tay cứu độ đến cùng. Đã truyền từ cái tâm trung, con nên nhớ đến chứ lòng lãng quên. Lời con thể động trên kim lồ, chư Phật đều nghe rõ từ lời. Đừng quên nguyện ấy con ơi, sống pha cứu giấc khách đời đang mê. Làn sông khổ tràn trề khắp chung, người đang say canh mộng còn nhiều. Giấc mê kia phải làm tiêu, cho người mê ấy thấy điều thật ra. Phận sự đó của nhà Phật tử, phải hiến thân vào sự cứu đời. Mỗi lần cảm hóa một người, bao nhiêu giọt máu mồ hôi đổ vào. Quầy hẳn con đã trước sau hiểu rõ, chẳng còn nao chuyện khổ đến mình. Tình yêu khắp cả chúng sanh, Phật đã hiểu rõ hẳn nghìn kiếp xưa. Thuyền Bát Nhã vẫn đưa đón mày, miệng khách trần khổ hãy được qua. Quán chỉ năng táp mưa xa, từ bi tình ấy đắm đà ở con. Tuy đã biết đường còn gai góc, vẫn không ngừng bước trước gian nguy. Đại hùng đại lực đại bi, kẻ chân Phật tử thường ghi trong lòng. Tâm hồn sanh hư không chẳng kém, tình yêu dân non biển khó so. Phật cùng con đã hẹn hò, giàu sanh ra tự dân lo cứu đời. Thời quân hạ non dời biển đồi, bụi tận đời người cõi vật thay. Nhiều người không cánh mà bay, lành còn giữ mất là ngày này đây. Phong thần hội đông tây đại chiến, lòng qua trường lửa tuyển nhân từ.
Bây giờ ai cũng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hư sẽ tường. Con ơi ráng dạch đường xa rộng, đưa hiền nhân khỏi công hầm beo. Quản chi những lúc nguy nghèo, bán vàng chiếm được sáu treo đẩy nhà. Việc gần chẳng phải là xa sắc, chuông từ mau đánh thức chúng sanh. Mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là không thể nào cứu gã hay lòng. Chớ nên ai bưởi mai bồng, phải gìn tuyết sạch giá trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng không vũ trụ, những mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy hồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu miệng, là mò được ngọc châu đem về. Cha là tướng con hề rất thèn, không được rồng cũng ráng kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần há, không tuổi hồ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi. Mà phiền não thầm thì đòi bừa, quỷ vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc sai hỏng trăng. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cao, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng. Nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tứ thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách hóa thân. Dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê thân thảm sầu. Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ, khắp đó đây hiển thị đạo màu. Dùng nhiều phương tiện khác nhau, dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh qua mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước giang ra. Thiên đường lộ ấy càng xa, còn đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mên thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đạo điên, thế mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toan ra cả, tiếng chuông lành dục giả hẳn ngày. Dù người có lắm mê say, cũng bừng tỉnh đến học bài quy y.
Thời mạt pháp là kỳ đại xa, luật tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muốn tu có Phật dẫn đàn, như hoa sông được có thoảng kề bên. Con ơi nhớ đem truyền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành là việc quý cao, chớ nên ngờ vực, hãy mau tu hành. Tam quy phải tâm thành cung kinh, ngũ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành. Thường lo niệm Phật làm lành, bụi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu. Kinh kệ đọc được nhiều rộng ly, mau định tâm thì trí mau khai. Lòng nên xét đến thường ngày, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo, mặc tình gái gốc hùm béo của đời. Không để chút nào lơi đạo hành, cố tìm cho thấy tánh chân như. Phá cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lười, đạo tại tâm cô bởi cho ra. Thiện nam tinh nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem. Tri phận tan cố đem kết lại, chú tâm đừng để mãi phóng tâm. Loạn tâm thì việc dễ lầm, định tâm thì việc dễ tầm hiểu ra. Bị trói buộc dù là việc nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lòng kỷ mươi lần. Ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thể chớ không chỉ là, thật ra đâu nhọc nhã công lao. Quên đi chạy kiếm hờ hào, của nằm trong tôi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ dịu màu ráng năm, gặp môi thì rôi râm gỡ ra. Có trồng sẽ có nở hoa, dòng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành. Không thành tại chẳng trọn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mạo tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó tha, thì là cọp bắt khó mà toàn thấy.
nói sự thật không bài dối mì. Tin hay không tự y chúng sanh, mạnh ai nấy tự tung hoành mạng người. Như thể chỉ mạnh treo chuông, trước mặt chẳng còn đường đi tới. Sau lưng đầy lán sói chẳng ngăn, thân không khỏi lũ rồi lằn ấy là đời kẻ hung hăng hiện thời. Chừng thọ nạn tinh trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai. Lúc nào cũng muốn dương ngoài, người như thế ấy đời nay rất nhiều. Nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hại chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở vòng giải thoát, cả miếng ăn tâm mặt thường ngày, cho đời sống bớt đọa đài, giúp cho tâm trí thành thái phần nào. Kẻ mận thế lòng đau hay chẳng, người ưu đời có đắn đo không? Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền. Nhà hữu trách ngồi yên sao nợ, nên tìm phương để gỡ rối dân. Làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ấy đáng thực hành mau chóng, giải quyết sống đời sống nghèo nàn. Tinh thần vẫn được mở mang, hành vi để tiện ngày càng bớt đi. Vẫn đang muốn những gì trước hết là tự do, là việc sống còn. Ai người yêu mến nước non, giúp dân sống được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn xa một chút, nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần máu giải nạn hạng vi dân tình. Bỏ cái tánh lo mình béo bờ, nợ dắt khô mau mở đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hai người. Tất cả việc tốt tươi nhân đạo, không riêng người tôn giáo lo làm. Mà ai cũng phải gìn kham, để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi kể đến bao giờ hết, những việc đang cần thiết hàng ngày. Tinh thần vật chất cả hai, nhu cầu thường thức hiện nay của người. Quá đòi hỏi khiến đời tranh cạnh, quá thiếu thì sanh tâm bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu. Chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thấy một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to. Là nhờ nó biết chung lo, một con không thể xây gò ngôi cao.
sức người mạnh gấp bao con môi, nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ hoang, cảnh tình đói rách lang thang không còn. Khi có việc quan hôn tan tê, lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ, sẵn lòng giúp chẳng nể chỉ, người nào cũng thế còn gì quý hơn. Tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hoa tốt lành, ấy là hương vị nhân sanh. Mọi người cần phải đặt mình hướng theo, nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thả nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ố danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người, phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh. Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi ráng gọi nhân sanh, thương nhau chớ có nỡ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người, không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, mấy chúng sanh là kẻ nhốt trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng tuy là việc khó dịn, đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ quên ngày nào. Trái giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ mình, chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chứ tưởng là đường dễ gặp, mấy kinh khởi tâm muôn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay, nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi, sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng cái hối ăn năn, tội kia liền được tiêu tan, như là rừng củi lửa săn châm vào. Viết thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cây, nhưng năm nay ruộng lại mở to. Tất là được lúa đầy kho, kẻ làm năm trước đem so kém gì. Lấy đây để xét suy tất biết,
Người tu đừng phân biệt trước sau, tu lâu mà chẳng chùi lao đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tử ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khổ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chỉ là đầu câu chuyện, không nhận kiến tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cố đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết những điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát lam nham bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, vọng còn sanh hay diệt mình tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn, lòng mình tự trị an, khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình. Lúc nào cũng công minh trong già, xử mình không một lẽ vị tư. Bao nhiêu tật sâu thoái hư, sẽ lần tiêu tan cùng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy dình sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thuở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi. Quyết làm cho được mới thôi, dù cho lỡ đất lòng trời chớ nao. Con ơi chứ lãng sao bổn phần, việc trong gai đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chốn nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bát nhã toàn cứ chảy sân lên. Đưa người bên giác kề bên, để xa mũi đạn lặng tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lại còn nhường nem nhường rơm, nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại tự đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu sanh chung vẫn còn nán ít, thì còn ra mượn xác phạm trần.
sông pha giữa bến mê tân, để mà cứu thế đang cơn nguy nan. Cây thiền trưởng đánh tan quấy ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rộng, chuông lành đừng quên giọng ngày đêm. Cho tình bác ấy tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mỏng khỏi va vào tường. Đồng kêu gọi tình thương nhân loại, dẹp bỏ đi cây lối phân lìa. Nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lòng. Mãn sông tới chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân há, không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo xong mấy lẽ này, nhân sanh không thể hướng ngài tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là sống nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn đồng tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, bắt đi nam nó ấm đông tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường xíu thân hôi hạ băng qua. Màu như áo mặc cội ra chung sanh, giờ trước Phật đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thượng lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sanh có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng, mới là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoạn, siêu đọa do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàng hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đâu hào quang. Muốn được thấy mình vàng hực hờ,
Khi tham thiền đừng có phóng tâm, trong lòng càng lắng càng thấm, mình vàng càng thấy lẫn lần hiện ra. Các ma nghiệp giáng xa bổn thể, các nhiễm mô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài. Mình được vượt ra ngoài sanh tử, thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi. Muốn đền chữ hiếu cho rồi tu, cho thành đạo cứu đời mẹ cha. Dù mỏi mệt cũng là gắn gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lòng không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiêu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, do đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mẫu đảo mạch dầu đã co, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó, nhiều yêu tinh đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chúng nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thông dung muôn thờ, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mất đường cách mây, cũng thản nhiên chơi giấy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trái lạc trụ trì thiền môn. Được lôi xóm tiếng đồng sư thiền, ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng. Làm cho rạo rực trong lòng đêm, không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lôi xóm vãng lại thăm viếng, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gói gà măng, nào là thịt nướng cá chân nực nồng, mà khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm, rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết chớ hèm ngại chi. Sự cứ việc ăn đi chắc mạnh, nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu.
Ông còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn. Trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Kế ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi chuyện lao, bị dây oan nghiệt dẫn đầu thai luôn. Chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài, gặp nhiều đời chết hải sống kinh. Càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đau màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không giết hẳn nó đi. Nên khi xác yếu thần suy, lòng còn thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc ấy thắng qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đó đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trai cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc trái không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức, từ đáy lòng thành thật làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng không để thói vãi tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sáng. Gần lâm chung chẳng tán loạn tâm, Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, linh hồn không bị dẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tinh, giữ được lòng bình tĩnh như trên, cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toái nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tình đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bò, vừa tiếc thương vừa sợ hoảng lên. Càng thêm buộc cái oan khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian. Gần dứt thở vững vàng trong tri, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời. Chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đãi đổ tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên.
chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh, trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ. Khỏi phải cần hành khổ dụng công, ấy là vũ sạch bụi hồng trước giây phút trúc linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi ấy không lầm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trọng lâu thì rễ ăn thâm đời, dù lai lắc khó làm tróc nghiêng. Biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chảy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi, cõi tạm lệ gấp kỳ tận thế. Càng làm cho tàn phế mau hơn, người đời nếu chẳng tu nhân sẽ chôn theo cuộc tây trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, trời đất không khỏi chuyển đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh. Trọn vui trọn sáng trọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lấy chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy. Huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày, còn ốm đau tay hại nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hẹn nhau luôn. Khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đày không số đo lường. Thế mà nghiệp ác còn vương bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần léo hanh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đây mùi khổ lao. Lo giải thoát cho mau kẻo trề, chấm ngày nào uống phế ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trước phàm sớm được, sớm khỏi vòng trói buộc hỏng trần. Hoàn toàn vô quay ngại thân, muốn đi tự tại muốn dừng tự do. Hết bị việc đói nó làm rồng, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường.
Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát sống phàm xác nhẹ nhàng. Mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai. Dù qua đất đổi thay cách mây, mình cũng không động đậy chút nào. Hoàn toàn vượt khỏi trần lao, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình. Lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhiệm, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dông, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Chúng sanh hãy toan lo mau chấm, mới kịp kỳ thế mộng đợi tàn. Đừng chờ đến tiếng nổ vang mới lo tranh né muộn màng lắm thay. Kể sau hết đắng cay sự thế, nay thân yêu mai cây ghét chê. Một bầu ác khí nặng này, của đời vật chất đáng mê trong lòng. Con ơi để mắt trong thì biết, cõi thế gian giả thiệt ngần nào. Thiệt là chỉ ở sắc màu, còn trong cốt tùy thì nào thiệt chi. Thân đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành mọi việc bất thành. Giả tâm rồi lại giả danh, cả hai đều giả tan tành rất mau. Toàn là cảnh chim bao mơ mộng, người vẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương, của người sai gục ở trong trường lợi danh. Chưa phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ ách thế gian. Bị dây oan nghiệt buộc ràng, thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Chúng sanh cứ dần già chưa quyết, không khỏi làm uổng mất một đời. Lần này nếu để cho rơi, chìm luôn chớ có mong trồi đầu lên. Kỳ thi chót muốn nên phải gắn, chuyến đò chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ấy ngại những gì, lời khuyên của Phật vẫn di chưa làm. Mà tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cây máy thiên cơ. Chuyển lại trong một phút giờ, chúng sanh như cá đêm mơ trên lò. Tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi. Bên nào cũng đủ cánh di, một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Làm chết dễ khó mong làm xong. Nếu còn mang cái đống thịt phàm, đừng vì cung phụng lòng tham gây ra những cảnh khốn nạn cho ai. Sanh mạng của muôn loài nên trọng, người sống như mình sống khác chi. Cùng nhau chia sớt an nguy, không vì một lý do gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết buộc ràng.
tạo ra cực lạc thế gian, cho ai cùng có sen vàng đỡ chân. Việc ấy rất nên cần lo liệu, hơn xô nhau ra chịu khổ hình. Phật là tất cả chúng sinh, chúng sinh có sức tạo bình hay nguy. Muốn làm Phật có chỉ là khó, bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Trên đời bất luận là ai tu hành, chẳng lựa có tài hay không, chúng sanh cũng nên đồng ra sức xây dựng nên cõi Phật tại trần. Hòa bình hạnh phúc trường xuân, mọi người sáng suốt hiện nhân một chiều. Ha bao nỡ tìm điều giết hại, khiến đời thành cái bẫy tha mang. Đâu bằng cùng biết thứ tha, tạo nên không khí ôn hòa vui tươi. Việc bao quý con ơi đã rõ, nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông. Biết thân cá chậu chim lòng mạo, lo giải thoát cho sống cảnh trần. Chớ đợi lúc sống thần nổi dậy, mới ra tay quát cậy không rồi. Nên lo tránh trước người ơi, thời nay dễ chết hơn thời xưa kia. Bỏ được tánh phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thủ hằng. Người nào cũng được hiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời. Đường đạo đức một lời thể hài, chữ từ bi trọn chi sân minh. Lời khuyên của Phật đồng dình tiêu tan cảnh tượng hải kinh trong đời. Lòng người tỉnh tức thời thế tình, lòng người an thì cánh đời an. Đến như địa ngục thiên đàng, cũng do lòng ở thế gian tạo thành. Há không chọn đường lành để bước, tạo dự chi cho kiếp đọa đài. Mê mang hồn phách xác thay, lúc nào cũng ở trong tay tử thần. Lời chót hết Phật cần nhắc lại, cánh hồng trần sớm giải thoát ra. Chớ nên chệch mạng dần già, sẽ không kịp hội lắm qua kỳ này. Lời vừa dứt hương bay ngào ngạt, mình nhẹ bưng như trúc hội nào. Cảm ơn Đức Phật dường bao, khiến lòng đây bất nghẹn ngào nhỏ xa. Mượn bút mực kể ra từ đoạn, cho gần xa hiểu đặng lời vàng. Ngõ hầu tỉnh giấc mê mang, chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừng. Có độc đến xin đừng bỏ làng, hãy xét suy mỗi đoạn trong này. Ráng tìm cho được mỗi giây, để mà cởi mở kiếp này cho ra. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.